Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình React Native tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Trong chuyên đề ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết một ứng dụng AppShop. Thì thằng AppShop này nó làm việc với thằng Firebase. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem cơ sở dữ liệu Firebase của cái ứng dụng AppShop chúng ta có. Thì ở đây mình sẽ sử dụng Real-Time Database. Ở đây mình có một nhánh là Brand gồm các thương hiệu sản phẩm, gồm có Apple, LG, Apple. Và ở trong từng hàng này mình sẽ có hình ảnh đại diện của sản phẩm thương hiệu, và bên trong nó là sản phẩm của các thương hiệu này. Thì ở đây Apple mình có một số dòng iPhone. Thì ở trong thằng iPhone này mình có các thuộc tính như là Color, Description, Image cho cái chiếc iPhone này và cái giá của nó. Rồi, thì bên cạnh đó là tương tự những thằng thương hiệu còn lại. Và ở đây từng sản phẩm mình sẽ có một cái danh sách hình ảnh riêng cho nó, để người dùng có thể xem từng tấm ảnh về chiếc điện thoại mà họ đã chọn. Và cuối cùng là chức năng Order. Thì khi mà người dùng nhấn vào nút Order sản phẩm, nó sẽ tạo ra một cái danh sách sản phẩm, một cái bảng Order. Bảng Order này sẽ được mã hóa bởi một cái key tự sinh của thằng Firebase, và nó chứa thông tin gồm có email, full name, số điện thoại khách hàng và sản phẩm mà họ đã chọn. Thì để thằng Firebase này, nếu các bạn cần thì mình sẽ export ra cho các bạn một cái JSON. Thằng JSON này thì các bạn chỉ cần import JSON vào thì nó sẽ có cơ sở dữ liệu như thế này. Thì chút nữa mình sẽ kèm cái file JSON này theo cái clip. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái app shop của mình. Bây giờ mình sẽ run lại. Thì trong lúc chờ đợi nó load từ Firebase, mình sẽ có một hiệu ứng animation như thế này. Đó. Và đây là các sản phẩm mà đã được đổ về. Rồi, khi mà mình chọn vào thằng Apple thì nó sẽ hiển thị review những sản phẩm thành từng ô có tên như thế này. Và đây là hình ảnh của từng sản phẩm: iPhone SE, iPhone 6S. Và bên cạnh đó, khi mà mình nhấn vào chọn iPhone 6 thì cái hình ảnh của iPhone 6 xuất hiện lên ở đây. Ở đây là một cái scroll view. Cái scroll view này sẽ chứa đựng cái hình ảnh của sản phẩm. Bây giờ mình nhấn vào thì nó sẽ lập tức hiện lên đây. Đó. Rồi, ở bên dưới nó sẽ hiển thị là color của sản phẩm, price và một cái giới thiệu chi tiết về sản phẩm này. Và khi mình nhấn nút order thì nó sẽ cho mình nhập username, email, phone. Và khi mình không nhập gì, mình nhấn confirm, nó sẽ thông báo sorry, you must enter on field. Ok, bây giờ mình sẽ nhập thử một cái tên. Mình nhập tên ở đây là Khoa Phạm. Email mình cũng để là khoaphạm@gmail.com. Phone mình để là 123456789. Rồi, bây giờ mình nhấn confirm. Thì khi mình nhấn confirm, nó sẽ quay về cái trang trước. Thì lập tức trên Firebase của mình sẽ sinh ra một cái order mới. Đây, order này sẽ chứa là khoaphạm@gmail và tên Khoa Phạm. Thì đây là tổng quan về cái app shop mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trong chuyên đề phần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.